Xin chào, hôm nay tôi anh bán đàn với đôi nàng tiên cá vắng khách quá. Lên mạng thấy ca khúc Trôi Sông Lạc Chợ, à không phải, Lạc Trôi của ca sĩ Sơn Tùng mới diễn ở Lan Anh hôm qua, nay được 6 triệu lượt xem. Thấy làm nghệ sĩ kiếm tiền dễ quá ha. Chắc Tây Un cũng phải đạo nhạc một chút cho nổi tiếng, để cứu động vật. Đối với người cá, ca hát nhảy múa là chuyện nhỏ, nhưng trong thế giới con người nó lại được xem trọng quá. Các bạn không hiểu rằng trở thành người cá đạt đến khả năng bơi lội giải thoát mới là đỉnh cao nhất, sẽ biết tất cả luôn. Cái bản nhạc này hơi bị dở, nghe một lần đã đánh được rồi. Muốn nghe người cá hát không? Chắc ca sĩ sẽ bỏ nghề hết luôn quá. Nên thôi cứ để Tiêu tiếp tục đi giải cứu động vật đi nha. Chơi nhạc cho vui thôi, chúc mừng năm mới 2017.